các sản phẩm của công ty Phương Ngọc chúng tôi lấy thương hiệu là Hòa Bình. Chúng tôi xây dựng thương hiệu Hòa Bình bằng cách lấy chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh để khẳng định thương hiệu Hòa Bình. Để thương hiệu Hòa Bình trở nên phổ biến và rộng rãi và được khách hàng tin dùng, chúng tôi không ngừng nghiên cứu, cải tiến để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để người Việt ngày càng tin yêu và sử dụng hàng Việt. Các sản phẩm thang dây thoát hiểm của chúng tôi được sử dụng rất nhiều ở khu vực đô thị, có nhiều khu chung cư và các tòa nhà cao tầng. Thang dây là một sản phẩm thiết yếu, đảm bảo an toàn không thể thiếu đối với các gia đình, cơ quan khi không may có hỏa hoạn xảy ra. Các sản phẩm chủ lực khác của công ty như dây đai an toàn, nhà bạt và các sản phẩm khác của chúng tôi được sử dụng rất nhiều ở các công trình xây dựng trên toàn quốc để đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc trên cao. Qua 30 năm hình thành và phát triển, hiện nay công ty chúng tôi có lực lượng lao động lâu năm, lành nghề, máy móc sản xuất hiện đại, nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định, quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO, công nghệ sản xuất tiên tiến. Tất cả các yếu tố trên làm hạ giá thành sản phẩm, giúp sản phẩm của chúng tôi có nhiều mẫu mã đa dạng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đáp ứng mọi phân khúc thị trường với các mức giá tương ứng. Ngoài các sản phẩm chủ lực của công ty chúng tôi có liên kết với các doanh nghiệp để gia công các sản phẩm khác cho các đơn vị bạn để gia tăng các giá trị cho hàng Việt với mục tiêu người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.